Jenny Lopez chia tay bạn trai thứ 8, Alex Rodriguez, tiểu tam tin đồn gửi lời chúc. Cách đây khoảng một tháng, thông tin Jenny Lopez chia tay vị hôn phu kém tuổi đã được hàng loạt tờ báo lớn đưa tin. Ngay lập tức thông tin này gây xôn xao dư luận vì chuyện tình đẹp như mơ của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Jenny Lopez và cựu ngôi sao bóng chảy Alex Rodriguez của New York Yankees đã lên tiếng cho biết họ đang giải quyết một số việc. Đôi tình nhân đẹp của Hollywood một thời phát biểu. Chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi sẽ tốt hơn khi duy trì quan hệ bạn bè và mong muốn được duy trì như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau trong các dự án và công việc kinh doanh chung của chúng tôi. Jenny Lopez và Alex Rodriguez từng rất yêu nhau. Jenny Lopez và Alex Rodriguez đính hôn từ tháng 3 năm 2019 sau vài năm yêu nhau. Cô được hôn phu kém tuổi quỳ gối, cầu hôn bằng nhẫn kim cương kích thước khủng, mặt hình chữ nhật. Một chuyên gia trang sức đến từ Chicago, Mỹ, ước tính chiếc nhẫn trị giá khoảng 1,4 triệu đô. Nó được nhận xét đơn giản nhưng thanh lịch. Cả hai dự tính tổ chức lễ cưới vào tháng 6 năm 2020 nhưng phải hoãn lại vì đại dịch COVID-19. Thời còn mặn nồng, giọng ca Anthony Flores từng bày tỏ rằng đây là mối tình đẹp nhất với cô. Dường như đó là lần đầu tiên tôi có được cảm giác này. Tất nhiên, tôi đã từng có những mối tình và các quan hệ tốt đẹp. Nhưng đây mới chính là lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy hai người thực sự thuộc về nhau. Mặc dù hạnh phúc là vậy, Benji, nhưng Rodriguez liên tiếp bị tố ngoại tình, có thói trăng hoa. Anh và người đẹp Madison LeCroix vướng tin đồn gian díu với nhau tại Miami hồi đầu năm. Dân mạng phát hiện đôi này tương tác trên mạng xã hội. LeCroix thậm chí còn công khai nói, tôi đang thích một tuyển thủ bóng chảy. Madison LeCroix một mực phủ nhận qua lại với Alex Rodriguez. Tuy nhiên, trong khi bác bỏ chuyện lên giường cùng hôn phu của Jenny Lopez, người đẹp 30 tuổi xác nhận cô và Alex trò chuyện với nhau trên Instagram. Anh ấy đã liên lạc với tôi. Và đúng, chúng tôi đã nhắn tin trò chuyện, nhưng chỉ thế thôi, không có gì hơn cả. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với anh ấy, chưa bao giờ chạm vào anh ấy. Tôi không phải là kẻ dối trá, Madison phát biểu trên talk show của Aniko Hen hồi tháng 2. Trả lời phỏng vấn tờ Pagesic khi đó, người đẹp này cũng nói, anh ấy chưa bao giờ lừa dối vị hôn thê về mặt thể xác với tôi. Nó chưa bao giờ là thể xác, chưa có bất kỳ điều gì xảy ra. Chúng tôi chỉ là người quen thôi. Tuy nhiên, các nguồn tin tiết lộ, vụ ồn ào tình ái này của Alex Rodriguez đã khiến niềm tin của Jenny Lopez lung lay. Một khi lòng tin của cô ấy bị đổ vỡ, sẽ không bao giờ có thể quay trở về như cũ, nguồn tin tiết lộ trên E. Pagesic cũng viết rằng, nữ ca sĩ 51 tuổi và cầu thủ 46 tuổi đã có nhiều trục trong thời gian qua nhưng tin đồn ngoại tình trở thành giọt nước tràn ly. Scandal với Madison LeCroix là nguyên nhân khiến họ cuối cùng đã chia tay. Họ có nhiều vấn đề trước đó nhưng vụ ồn ào này khiến Jennifer thực sự thấy xấu hổ. Vào tháng 3, Jennifer và Alex từng cố gắng hàn gắn nhưng không thành. Sau nhiều cân nhắc, họ đã quyết định hủy bỏ hôn ước hôm thứ năm và trở thành bạn bè. Jenny Lopez đã không hạnh phúc trong một thời gian dài và cuối cùng cô ấy cảm thấy bình yên với quyết định kết thúc mọi thứ sau 4 năm bên nhau và 2 năm đính hôn. Nguồn tin chia sẻ, trước khi đến với Alex Lopez cũng từng có một chuỗi danh sách các bạn trai cũ đều là người nổi tiếng.